Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ. Và chào mừng các bạn đã tới với một tựa game mang tên là Tap. Thì cái tựa game này có tên dài quá cho mình đọc không có hết các bạn ạ. Nói chung là tựa game này đang rất là hot ở thời điểm hiện tại. Có rất là nhiều youtuber Việt Nam như ở nước ngoài đang chơi tựa game này. Vì thế mình cũng quyết định là mình đú theo các bạn ạ. Và ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi cái tựa game này nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share video để ủng hộ cho mình. Còn nếu các bạn không thấy hay thì các bạn chửi mình trận đi. Ok, let's go. Con chồn ngồi kế con nai thấy thế liếm tai con nai ngồi kế con chồn thấy thế liếm con nai. What the hell? Ok các bạn ơi, ở đây nó có ba cái thư mục gì này. Mình có xem qua Jack Setiai chơi rồi, ở Việt Nam hình như là cũng có Dũng Senpai này, Dương FG này, Pop Pro này, Tiến Thành chơi này. Đấy, mình là người chơi sau, chắc chắn các bạn sẽ kêu mình bắt trước. Nhưng mà các bạn không biết mình bắt trước ai đâu, bởi vì có rất là nhiều người chơi trước mình rồi. What the fuck? Ok, mình sẽ chơi cái adventure này nha. Nó có rất là nhiều màn đấy các bạn. Wow, vậy là mỗi tập mình sẽ cố gắng chơi 3 màn nha, để xem có qua được không. À, chúng ta sẽ tạm thời đặt tên cái series này mang tên là Loang Quang Đại Chiến đây nha các bạn. Bởi vì là mấy cái thằng nhân vật trong đây như kiểu là mấy con loang quang đấy các bạn. Ủa rồi sao? À, đây các bạn thấy là đây là mấy con bên đây này. Nhìn chúng lạ lẫm vậy. Đây chúng ta đứng ở trên đây à? Kiểu mấy con cầm khiên nó đứng ở trên đây các bạn ạ. Mấy cầm khiên, mấy cầm chày đứng ở trên mấy quả bóng bay này. Ê, để từ từ để mình có thể xoay qua để mình xem này. Đó. Nói chung là chúng ta đa phần là những con cầm khiên. Nói chung là đứng lên trên đây rất là đông. Và hiện tại là mình chỉ có 3.000 để chơi thôi. Mình cũng không rõ lắm đâu nhá. Thì đây là bản free các bạn ạ. Mình thử bỏ mấy con này. Mấy con này là mấy con cầm thương nhá các bạn. Đó. Mình sẽ để một đàn cầm thương ở đây. Và mấy con này trên cây chắc là mấy con cầm giáo, cầm giết chắc không đánh được đâu. Chắc là bỏ hết cầm thương thôi các bạn ạ. Rồi, để chơi thử xem có qua không nha. Đó. Mình có thể zoom lại đâu. Đó. Zoom lại xem đại chiến này anh em. Ô, vậy là cuối cùng chúng nó trèo từ trên cây xuống để đánh nhau các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn nó chúng đi như mấy con loang quăng ấy các bạn. Đó. Loang quăng. Ủa, mấy con này phi dao như kiểu Lidali ở trong liên minh đấy anh em. Các bạn nghe chúng nó kêu, chúng nó bị chết, chúng nó kêu gây lọ ấy cả trường các bạn nghe này. Hey. Yeah. Win chưa? Còn thằng nào nữa? Cứu tôi! Wow! Win rồi. Các bạn thấy là khá là dễ các bạn. Nói chung là khá là dễ. Mình thấy mấy cái thằng này nó khá là giống mấy con loang quăng các bạn ơi. Với cả là tiếng nó bê đê quá cả trường. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới với bản thứ hai nha. Bản thứ hai thì có mấy cái con gì đây? Mấy con người dơm à? Mấy ba chia để mình thử lại gần mình xem nào. Mình muốn xem cho kỹ chúng ta như thế nào để chúng ta có thể đối phó các bạn ạ. Rồi. Mình sẽ đây. Sẽ quay xem. Đây là mấy con cầm thìa thôi, mấy con ba chia thì gọi là chưa bắt giới này. Với cả mấy con người what con gái à? Mặc váy à? Bìa cắt tông các bạn ạ. Mà nhìn nó chung nhìn chúng nó khắm lọ vãi cả trường các bạn. Bên đây là bọn này là một con gái à hay con trai đấy? Nhìn khắm vãi cả trường. Mỗi tôi không có ngực, vậy là con trai các bạn ạ. Ok, bây giờ chúng ta phải nghĩ ra cái phương án đối phó này. Thì đây là bản crack cho nên là tại sao nó cho hết đầy đủ rồi các bạn. Mấy cái này con này 1.000 lận. Mấy con cung này 160 này. Nhưng mà chắc là mình sẽ chơi ở mấy cái màn đầu thôi các bạn ơi. Bởi vì mấy màn đầu chơi cho nó công bằng. Hoặc là chơi mấy màn 2. Có mấy con... Ủa mà cũng mắc đấy các bạn ạ. Mấy con cung là 140. Mình sẽ để mấy con cung đứng phía sau này. Đó. Mình có tất cả là 3.000 cho mấy con cung đứng phía sau nha. Thực sự là mình rất là muốn mua cái game này nhưng mà mình không có tài khoản Steam, có nghĩa là mình không có như một số cái thẻ Visa cũng như Masterpone, cho nên là mình không thể nào mà mua được các bạn ạ. Nhưng thực sự là mình rất là muốn mua đó. Ô, con thỏ à? Để mình giúp mày xem nào. À, không phải. Cái gì á? Tiểu tai thỏ, chiến binh tai thỏ các bạn ạ. Chuẩn mỡ thôi. Cầm đàn à? Ai à? Người que cầm đàn các bạn ạ. Ok. Bên đây là có những cái gì đây? Rồi, ok, let's go để xem có thắng được không nhá. Đúng hết tiền rồi này. Nào. Chiến. Ủa. Rồi cầm cung mạnh thế. Đây là những gọi là đơn ca tài tử các bạn ạ. Ô, đơn ca tài tử sao chạy hết rồi. What the fuck, bị lùa chạy như chó luôn. Ủa, sao đơn ca chạy hết rồi anh em. No, như thua rồi. Mình không hiểu lý do sao nhưng mà những cái con đàn của mình chạy hết rồi. Bị lùa rồi các bạn. Sao nó chạy nhỉ? Mình tưởng nó đánh nhau chứ.
Ôi, bị đập cho như một con cầu hóa này các bạn. Bị đấm nó không trượt phát nào các bạn ạ. Con chạy ơi. Nó cầm ba xia nó chọc con ít. Rồi, mấy con này nó chết nó kêu như mấy con BD đấy. Mà nó thắng kia nó bắt đầu nó hùng hổ các bạn ạ. Ôi, người nghệ sĩ cuối cùng. Chạy đi. Ô. Về con này không đánh nhau các bạn ơi. Nó không chiến đấu. Ồ, tự tử luôn. What the fuck? Sợ quá tự tử luôn. Vai trường. Ok, lại nào, bây giờ phải clear hết đống rồi đi. Không nên cho mấy người cầm đàn ra các bạn ạ. Mấy người cầm đàn thật là khiến cho mình thất vọng. Mình sẽ cho mấy người kỵ sĩ à. Một thằng kỵ sĩ cầm khiên này. Hai là kỵ sĩ cầm khiên. Còn lại mình sẽ cho mấy người cung này. Đó. Mình nghĩ là này là sẽ hợp lý hơn. Rồi, let's go. Đó, ít nhất là cũng có hai người đứng phía trước để đỡ. Rồi, xem nào. Nào, bắn đi, bắn nhiều lên. Bắn mạnh lên. Ủa, ủi à. Ôi, ủi ghê. Ủi ghê. Ôi, ghê. Được. Ủa, ơ. Sao cậu nhanh chết vậy? Nó, sao chứ nó khỏe vậy anh em? Ôi, tên nó găm đấy cái này. À. À, mình hiểu rồi các bạn ơi. Mình hiểu rồi. Mấy cái thằng bìa cắt tông này nó chống tên các bạn ạ. Mấy cái thằng bìa cắt tông này chống tên cho nên là mình không nên dùng mấy cái thằng cung tên nhé mọi người. Ok, lại nào. Đây, để mình clear đi. Mấy cái thằng bìa cắt tông là chúng nó sẽ chống tên các bạn ạ. Vì thế là mình sẽ chơi kiếm vũ khí rồi. Bọn này cũng chơi cận chiến đấy. Cho nên là chắc bên mình cũng chơi cận chiến rồi. Ở con đờ kinh này. Đấy, nhà vua sẽ kéo theo một đàn lính á. Chuẩn mỡ rồi. Nhà vua đi trước. Let's go. Đó. The King. Nhà vua. Xem có đánh được không nhá các anh em. Ua, đấy. Ua, ghê ấy. Ua. Ua. Nhà vua hất phất mấy thằng luôn. Rồi, cái bọn mặc áo cắt tông chết hết rồi. Cố lên nhà vua, chém nó. Đấy. Nhà vua. Ua. Nhà vua phải thế chứ anh em. Bá đạo vãi trưởng. Ok, và đây là màn thứ 3. Biết ngay ở mấy cái thằng bia cắt. Bây giờ mà gặp mấy cái thằng bia cắt tông này là chúng ta không nên sử dụng mấy bọn cung nữa các bạn. Đây, chúng nó núp hết ở trong đây này. Núp lùm à. Còn đứa nào không? Vậy là bên đây nó sẽ đứng hết ở đây. Đánh nhau là phải qua cái cầu này. Và chắc chắn đấy các bạn một điều là sẽ không sử dụng mấy thằng cầm cung. Bởi mấy thằng cầm cung nó rất là vô dụng ở trong cái màn này. Ta sẽ qua bên đây xem nào. Minotaur. À, con bồn lò, bồn lò. Con bồn lò. Mình có thể cho được hai con bồn lò ra đó. Sa. Bồn lò à? Bồn lò, bồn lò, bồn lò. Sashira là con gì đấy? Ui, cầm thương à? Được á. Bồn lò và cầm thương. Let's go. Xem nào. Tấn công. À, toàn bọn người dơm thôi các bạn ạ. Toàn bọn cắt tông thôi. Nào. Bồn lò đại chiến. Ui, bồn lò nó ủi như Toro vậy. Toro con mà nó rồi. Toro bồn lò. Toro bồn lò. Ôi, bọn cầm thương mạnh thế. Bồn lò. Ui mạnh thế. Ui, nó nắm đầu hai kia nó quất kìa. Các bạn nhìn con bồn lò đấy, nó nắm đầu hai thằng bia cắt tông nó quất kìa. Vãi đạn thật. Ok, và chúng ta sẽ chơi màn này gọi là màn thành phố à. Ui, mình chỉ có 120 thôi. What, mình không hiểu lắm. Mình phải đối đầu với ai? Mình chỉ có 120 à. Có mấy thằng, có một thằng, hai thằng gì thôi. 120 thì mình sẽ cầm một thằng cầm cung đi. Bởi vì thằng đó ở trên khá là cao á các bạn. Ở khá cao thì mình sẽ 120 không đủ để mua cái cung rồi. À, solo các bạn ơi. Solo à. Solo mình sẽ dùng hai thằng này. Rồi. Ok. Let's go. Sao té vậy? Xuống đây. Đấy. Bựa. Cho nó một chảy. Thằng này ôm này. Bên đây. Nó bu sku chết luôn cái con cầm này của mình các bạn ơi. Nhìn kìa. Nó có thằng đang ôm kìa. Vãi đạn thật. Ô, phải làm thế nào để chơi nữa ta? Một con cầm giáo này. Một con cầm giáo là tới tận 90 lận. Vậy là còn 30 nữa. Có con nào 30 không? Khá là khó ha. Không thấy con nào 30 hết. Thử cho con này xem nào. Nào, xiên nó. Ôi, nó bu sku, nó bu sku tôi. Nó vừa nó bu sku tôi. Help me, bu sku. Ôi. Nó bu chụt luôn anh em ơi. Vãi đạn thật. Làm nào đánh bại nó đây ta? Có con nào 120 không? Đây có hai thằng nghệ sĩ không được đâu các bạn ơi. Nghệ sĩ Sida lắm. Khó nhờ, 120 thì hơi khó. Mình có mấy con giống nó không ta? Ủa con này tới tận 2000 lận. Voi ma mút. Hà tinh là ai? Thử xem nào. Hình như là giống nó hay sao ấy các bạn. Rồi. Rồi hai bên busku nhau xem bên nào thắng nhé các bạn. Let's go. Nào, xông vào busku nó. Ôm nó.
nó ở dưới lên lên 2-1 đúng rồi, Busco đó đúng rồi, một thằng cầm tay đúng rồi, hiếp dâm. Mày kìa, tay này nó cầm cái gì này đấy, móc này đấy, bạn chưa đấy, bóp đa trứng cút đó. Yes bóp đa trứng cút đó, win, dã man. Ok anh em, đây sẽ là màn cuối cùng, nãy giờ mình cũng nói màn cuối cùng rồi nhưng bây giờ mới chính thức là màn cuối cùng đấy các bạn. Bên đây là rất là nhiều thằng Busco và mình sẽ cái này là cái gì đấy. Thằng này bọn bia cắt tông à đúng rồi, mặc cái bia cắt tông rồi thì nó Busco bằng cách nào chuẩn rồi anh em ơi. Rồi cái này là hợp lý này, mình nghĩ chắc chắn đấy các bạn là thắng luôn đấy. Nào nhảy vào, mày nhìn bia cắt tông không, nhảy vào. Ui chiến đó này thì mày tuổi gì Busco tạo tuổi gì ôi mày, nó vẫn cố gắng níu kéo kìa. Này Busco này dẹp hết đấy, các bạn thấy chưa, nhìn là biết ngay mặc cái bia cắt tông rồi thì nó Busco kiểu gì. Này mày vụt nó. Ô có một thằng bơi tít tên này. Ê nó cứu nó nó ồ shit, một thằng bị cái cối xay nước kia nó cuốn chết thôi các bạn, dã man. Ok và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái series này của mình từ đầu đến cuối. Thì nếu các bạn muốn mình làm tiếp những cái tựa game như thế này thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và comment ở phía dưới để mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye.